Chào Kim Ngân, anh Vũ rất vui được gặp Kim Ngân trong bếp nấu gì hôm nay. Đầu tiên thì Kim Ngân cũng xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Và Kim Ngân được chào anh Vũ, phụ bếp rất là ga lăng và dễ thương. Xin được giới thiệu là Ngân là một trong những quý vị khán giả rất là yêu thích chuyên mục nấu gì hôm nay. Và hôm nay thì rất vui khi được tham gia vào chương trình này để đem đến những món ăn mình ưa thích đến cho tất cả quý vị khán giả. Và đến với nấu gì hôm nay thì Kim Ngân chuẩn bị món gì để trình làng đây? Đó là món thịt ba rọi kho tiêu. Chúng ta sẽ có 300g thịt ba rọi, một ít tỏi băm, hành lá cắt nhuyễn, ớt cắt lát, một ít tiêu và 2 muỗng dầu ăn, 2/3 trái dừa xiêm, một gia vị không thể thiếu đó là gói gia vị hoàn chỉnh thịt kho. Và anh Vũ cũng xin nhắc các quý vị khán giả là chúng ta nên mua thịt ở các siêu thị hoặc là các cửa hàng có uy tín. Bởi vì sao? Bởi vì thịt đã được kiểm dịch rồi, ăn rất là tự tin và an toàn. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên của món ăn đúng không anh? Đúng rồi. Phần thịt kho này thì Kim Ngân đã chuẩn bị sẵn rồi. Chúng ta sẽ ướp với tỏi và gói gia vị hoàn chỉnh. Mình sẽ bỏ vào trong... đây là gói gia vị hoàn chỉnh thịt kho chúng ta sẽ cho vào cùng với lại tỏi. Thật ra thì trong gói gia vị hoàn chỉnh thịt kho là một sự kết hợp giữa nước màu nè, đường nè, muối nè và nước mắm nữa, đúng cái hương vị của món thịt kho. Sau khi chúng ta ướp thịt ba rọi với gói gia vị hoàn chỉnh thịt kho và một ít tỏi băm thì chúng ta sẽ để trong vòng 15 phút để cho gia vị ngấm vào thịt. Đúng rồi. Kim Ngân nè, thế ở nhà Kim Ngân có thường hay vô bếp không? Thi thoảng thôi anh. Nói ra thì hơi mắc cỡ một chút bởi vì Ngân đi làm từ sáng tới chiều. Đến chiều về thì mới có được bữa cơm gia đình chung. Và thông thường thì Ngân cũng chọn những cái món rất là đơn giản để mà mình có thể chế biến cho gia đình cùng ăn. Bây giờ thì cái phần gia vị của mình chắc có lẽ là cũng đã ngấm vào thịt rồi anh Vũ. Chúng ta sẽ chế biến đến bước 2 nha anh Vũ nha. Bước 2 sao? Chúng ta sẽ bật bếp. Đây để cho anh Vũ. Cho vào đây 2 muỗng dầu ăn để cho dầu ăn nóng lên. Khi dầu sôi chúng ta sẽ cho thịt đã ướp vào trong này. Đảo qua đảo lại cho tới khi khoảng 5 phút thôi anh. Mình sẽ đảo thịt cho tới khi thịt săn lại và có màu vàng nâu là được. Sau khi chúng ta có được cái món thịt mà sệt lại như thế này á anh Vũ, thì sẽ đến giai đoạn chúng ta đổ một ít nước dừa vào. Kim Ngân biết không, ở miền Nam á, đặc sản là dừa. Các món ăn mà chế biến từ nước dừa là rất là nhiều và rất là đa dạng. Nhưng mà riêng cái món mà thịt kho thì theo anh Vũ thấy á, là chúng ta nên lựa cái dừa xiêm á, loại dừa xiêm và cái dừa cứng cải á, thì cái nước nó ngọt hơn. Dạ, đúng rồi. Mà nên chúng ta kho thì chúng ta bỏ cái nước á, nó khoảng độ 5-6cm gì đó. Đổ nước dừa vào thịt mà cách 5-6cm như anh Vũ nói á, là món thịt kho tàu. Đúng rồi. Còn đây là món thịt ba rọi kho tiêu cho nên là chúng ta chỉ đổ nước dừa xăm xắp trên bề mặt thịt thôi. Đúng rồi. Kho thịt bây giờ anh Vũ thấy là kho thường hay trong nồi nhôm nè, rồi nồi inox. Nhưng mà xưa anh Vũ nhớ mà lúc còn nhỏ đó, mẹ anh Vũ kho thịt đó là thường kho trong cái thố. Cái nồi đất. Dạ. Đó thì anh vẫn nhớ là rất là thơm, và khi nó sệt nó đặt sệt lại thịt nó thơm và nó ngon lắm, và ăn với cơm nguội cực ngon luôn. Rồi như vậy là bây giờ có cái gói gia vị hoàn chỉnh thịt kho này rồi, thì Kim Ngân trở tài thử với anh Vũ ăn có giống như là cái món ngày xưa mà mẹ của anh Vũ nấu cho anh Vũ không nha? Nước thịt hình như là nó cũng sệt lại rồi đó. Dạ đúng rồi. Thơm quá. Dạ, coi bộ là phụ bếp bắt đầu đói bụng rồi đây. Không đói mới lạ. Đói quá đói luôn à. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cho một ít hành vào trong món thịt kho này. Một ít tiêu. Thưa quý vị và các bạn, món thịt kho tiêu không có nghĩa là chúng ta ướp thịt bỏ thật nhiều tiêu, mà đơn giản là chúng ta chờ khi nào nước thịt nó sệt lại với nhau, nó hòa quyện hết các gia vị lại với nhau, chúng ta cho vào đó một ít tiêu thôi, có mùi thơm thơm là được rồi, chứ nhiều quá nhiều khi cay xé họng luôn đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng múc ra. Chúng ta cho ra dĩa nha.
Anh Vũ dùng thử coi là có ngon như là món mà mẹ anh Vũ đã từng nấu cho anh Vũ ăn không nha. Chắc chắn là như vậy rồi. Bởi vì món này là một trong những món mà phục vụ cho gia đình mà, cho nên là mình phải chu đáo. Những cái điều mà nhỏ nhỏ như thế này cũng làm cho gia đình mình hạnh phúc và ấm cúng hơn đó anh. Nhưng điều này chứng tỏ rằng đầu bếp chúng ta rất là tỉ mỉ và rất là chu đáo, đúng không nào? Đây đây.